chợ Thuận An, thị xã Long Mỹ có hơn 470 tiểu thương. Đến nay, gần 60% hộ có tài khoản ngân hàng và mã QR cho khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Mã QR được dán tại các vị trí thuận tiện, từ những sạp bán hàng nhỏ đến các cửa hàng, khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch. Rất là tiện lợi luôn, thứ nhất là chị không có phải kiểm đếm tiền, mình mất thời gian về kiểm đếm tiền nè ha. Rồi mình chỉ cần mình mở cái tài khoản mình lên, cái mình kiểm tra lại là tiền vô rồi, nó rất là dễ dàng, nhanh chóng. Nếu trước đây việc thanh toán không dùng tiền mặt chỉ phổ biến ở các thành phố lớn, thì nay tiểu thương và người dân ở các nơi đều tiếp cận và sử dụng rộng rãi. Quán Fast Coffee ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ mỗi ngày có khoảng 200 lượt khách, khoảng 60% lựa chọn cách quét mã QR để thanh toán. Trước đây thì cái việc thanh toán mà không dùng tiền mặt cũng ít có sử dụng, nhưng mà khi bắt đầu mà thời điểm dịch đó thì bắt đầu mình mua hàng online đồ này kia thường xuyên á, bắt đầu mình có thói quen thanh toán mà online đó. Hình thức thanh toán này giúp người tiêu dùng không phải mang nhiều tiền mặt, các đơn vị dễ quản lý nguồn thu, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh. Đến nay, Hậu Giang có 10 chợ áp dụng mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, tạo hơn 81.000 ví điện tử. Mô hình này tiếp tục được các huyện, thị xã, thành phố nhân rộng. Chợ Thuận Hưng, huyện Long Mỹ có gần 50 tiểu thương, dự kiến tháng này ra mắt chợ 4.0. Đây là chợ áp dụng mô hình thanh toán không dùng tiền mặt đầu tiên trên địa bàn huyện Long Mỹ. Để nâng cao hiệu quả, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với đơn vị viễn thông và tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt ví điện tử. Cách làm này được nhiều tiểu thương hưởng ứng. Hiện nay thì cái nhu cầu phát triển của xã hội thì bộ con người ta phải thay đổi theo công nghệ số, phải chuyển đổi số, không sử dụng tiền mặt. Thì có như vậy thì mới theo kịp các nước ở trên thế giới. Đối với người dân thì được sự hướng dẫn hỗ trợ thì người dân coi như là đồng tình ủng hộ rất là cao. Đợt triển khai này, chợ Thuận Hưng và chợ thị trấn Vĩnh Viễn triển khai trước và sau đó là các cái chợ còn lại. Người dân, tiểu thương hiểu, đồng tình là chìa khóa để chợ 4.0 phát huy hiệu quả. Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đề ra mục tiêu mỗi huyện, thị xã, thành phố phải có ít nhất 1-2 chợ 4.0. Phối hợp với các ngành các cấp và kể cả doanh nghiệp làm sao mà hướng tới đầu tư mạnh hơn, tốt hơn về cái hạ tầng số như cái đường truyền internet rồi các cái hệ thống wifi cũng như các cái điểm giao dịch, điểm rút tiền mặt để cho các cái đối tượng mà tham gia thanh toán không dùng tiền mặt đó, tiện lợi. Số hóa đi vào cuộc sống của người dân một cách gần gũi, thiết thực và hiệu quả. Từ đây mở rộng cánh cửa giao thương, phát triển kinh tế số, xã hội số. Chợ 4.0 là giải pháp giúp chuyển đổi số ở lĩnh vực thương mại. Người trẻ có khả năng thích nghi với công nghệ này rất tốt. Tỉnh Hậu Giang phấn đấu đến cuối năm nay có hơn 80% người trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử. Với những cải thiện về chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng, việc thanh toán không dùng tiền mặt tại tỉnh Hậu Giang tiếp tục được nhân rộng, hướng đến phát triển nền kinh tế số.